Có nhiều cô đến khóc lóc và tâm sự rằng là chồng buông lời chê bai khi mà đang quan hệ thì làm tổn thương lòng tự trọng. Thật ra thì đấy là chuyện thường tình thôi. Mình sinh nở này, mình dệt tầng sinh môn này thì rộng là cái chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng mà nhiều cô thì lại khá là xuề xòa và mặc kệ thì cứ nghĩ là chồng mình sẽ thông cảm cho mình mà. Nhưng mà thực sự ấy, không ai thông cảm được đâu mọi người ạ. Chồng không có cảm giác gì, chứ đừng có nói là đến là sung sướng hay là lên đỉnh mỗi lần lâm trận nhá. Đấy, mà không chỉ là sinh một hai đứa đâu. Có những cô nhá, chưa sinh nở nhưng mà vẫn rộng, đấy là do cấu trúc giải phẫu sinh lý thì cũng sẽ gặp cái vấn đề tương tự giống như các chị thôi. Hiện nay thì sẽ có rất là nhiều người nhá, chỉ chăm chăm quan tâm đến khuôn mặt của mình mà bỏ qua cô bé. Cái cô bé là điều thực sự làm nên khoái cảm. Thế nên bạn phải nhớ là bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Đấy thì phải cố mà đầu tư cái nội thất của mình. Đấy, bạn cứ tưởng tượng xem, một cô bé mà khít chặt này, hồng hào này, không chỉ tạo hứng thú nhá, mà còn làm cả hai lên đỉnh thì sẽ khiến đối phương không thể rời khỏi bạn. Phục vụ bạn còn chẳng hết, chưa nói gì đến cái chuyện đấy là đi ăn cơm hàng cháo chợ đúng không ạ? Đấy, không thể nào có chuyện vụng trộm bên ngoài nữa. Và thẩm mỹ cô bé thì thực sự rất là quan trọng với người phụ nữ, bởi vì không chỉ là người đời sống tình dục của mình mà các bạn phải quan tâm đến đời sống sinh sản và sức khỏe của mình nữa. Bởi vì tân trang cô bé thì không chỉ giúp các bạn được chồng yêu này, không chỉ giúp các bạn được chồng chiều, chồng âu yếm, mà thứ nhất là giúp các bạn tự tin hơn, vui vẻ hơn. Thứ hai là sẽ giúp cho vùng kín của mình khỏe mạnh và đỡ viêm nhiễm, nấm ngứa trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Cô bé gọn gàng, khít chặt và ôm gọn thì mỗi lần quan hệ nhá, không chỉ đối tác của các chị em sung sướng mà bản thân các chị em cũng sẽ tận hưởng được cái niềm vui vẻ trong đấy. Và máu huyết lưu thông này thì sẽ làm cho các tế bào trong cơ thể thư thái. Đấy chính là tốt cho cả sức khỏe của chính mình các chị em nhá. Và quan hệ tình dục thì cũng tốt cho sức khỏe của chị em rồi. Như vậy thì hôm nay tôi phải nói rõ cho các bạn biết là các bạn phải quan tâm đến chính mình. Có các bác sĩ tại thẩm mỹ viện Zohi sẽ giúp cho chị em tân trang, rồi thì các chị em sẽ luôn yên tâm này, vui vẻ và khỏe mạnh, tự tin thì mình mới xinh đẹp và hấp dẫn được nhé.